xấu hổ lắm, gặp đại huynh đệ cũng xấu hổ lắm, nhưng gặp đệ rồi không còn cơ hội gặp nhau nữa, đệ thấy cũng không phải là thừa. Phục quan ơi, anh biết không, ta mắc hàm quan, ta mắc hàm quan mà, anh biết không? Đệ biết, nhiều người khác cũng biết như đệ. Vậy thì đại huynh có gì phải xấu hổ, đại huynh được an ủi nhiều hơn đệ quá mà. Đệ đây nè, đệ mắc quan mà không ai thèm biết, cổ gào lên biển hổ cũng chẳng ai thèm nghe. Có phải anh muốn nói tới câu chuyện một đêm xưa trước giả nguyệt đình? Phải. Nhưng hôm nay đệ tới đón đại huynh không phải để nhắc lại câu chuyện buồn lòng đó. Vì đệ không có ý bào chữa cho mình, mà đệ tới đây là cốt để trả lại cho ân huynh tất cả tâm tình mà đệ còn nợ huynh. Gặp lại một lần trước giờ tử biệt, để rồi xem như là kẻ lạ người xa. Hay, hay. Hảo bằng hữu, hảo bằng hữu. Như vậy cũng được đi, để cũng còn hơn được nhiều người khác. Gặp ta như gặp phải thần tội, và họ đã quay mặt tránh đi như tránh một con vật tanh hôi nằm phơi xác ở bên đường. Ta xin nhận mâm cơm và cùng để còn có đủ can trường, đã tìm hiểu hoàn cảnh tận tường mà mang tới trả ơn ta. Mâm cơm đàn bạc này ngon bằng mùi mâm cơm mỹ vị hôm qua, tấm áo mỏng manh này ấm bằng trăm tấm áo kiêu sa ngày trước. Vậy cơm mau kể như vừa được trả vừa hai ta từ nay dứt nghĩa dứt nghi tình. Nhưng huynh hãy ăn hết cơm của đệ đã, ăn rồi còn lên đường, từ đây đến án trường hãy còn xa lắm. Ta ăn đi để không thấy sao. Ngon lắm, ngon quá đệ ơi, đệ cùng ăn với ta một chén cho vui đi đệ. Ăn đi đệ, tình bằng hữu nhỏ nhoi được sống mãi muôn đời. Đệ ơi ân nghĩa ngày xưa đã trả đủ vốn đủ lời, nhưng kỷ niệm bữa cơm này có bao giờ phai lãng, trong giây phút cuối cùng còn nhắc làm gì ai trắng ai đen, chỉ
đó huynh. Quá khứ là khói sương, là hư ảnh, và chỉ có trời mới phán đoán đúng công tội của chúng ta. Thôi, rượu đã cạn bầu, thời hạn nói chuyện với tội nhân đã hết. Quốc sĩ, sửa soạn lên đường. Thôi, đại huynh đi. Anh đi. Vĩnh biệt Phùng đệ. Dạ, thưa thầy. Kìa, anh vẫn còn ở đây sao? Dạ, trước khi ra đi theo ngài Trung Quốc, con muốn trình lại thầy vài cảm nghĩ. Anh nghĩ gì cứ nói. Dạ thưa thầy, con trộm nghĩ, làm người đã mấy ai không làm lạc, thì chuyện Trung Quốc bước sai chỉ là chuyện ngẫu nhiên, thế tại sao thầy còn giữ mãi chút hờn riêng, mà làm ngơ nhìn Trung Quốc chịu quan khiên dài nặng triệu gồng xiềng, rồi chết thân thầy nước non này, mất một người trung nghĩa, vậy thầy còn ngày đợi chi, không cứu người thoát nguy. Dương Lăng. Dạ. Thầy thấy tới đây quá đủ đầy thủy lỗi của một người là điều không đáng kể, còn nghĩa đệ huynh là lẽ sống, là tình thương của bao khách anh hùng. Người mang gươm vì tình bằng hữu nên phải dây dùng. Hùng tráng sĩ ơi, áo cơm kia tráng sĩ vừa mới trả xong, sẽ có người sầu vào tận trong tâm, mất niềm chân là mất tất cả hoài mong, là thiên hạ còn phải lóc đóc nhiều năm nữa. Vậy hai con đường lão mong tráng sĩ hãy mau chọn một, một là tráng sĩ bỏ đi, một là giải cứu cho họ Điền. Trời ơi, tình bạn kia đã chết là tôi đã thoát hết ưu phiền. Sống một nhà, người quân tử không đi sai hai lượt. Lão nối lại tình thâm giao ngày trước, để họ Điền có cơ hội ăn năn. Được, đây là lần cuối tiểu sinh nghe lão bá chỉ dạy. Được vậy lão mừng lắm, lão mừng lắm. Chúc trang sĩ thành công. Cảm ơn lão bá. Bây giờ lão phải về triều vinh quang cho Điền Văn, và để nhận cái tội suối cướp tử tù. Chúc lão bá thành công, con sẽ trở về giúp đỡ cho cô Huyên. Tốt lắm, thôi ta chia tay nha.
Con nàng, ta tưởng đâu nàng đã trở về với Tôn Ninh lập nghiệp rồi chứ. Trước khi trở về đó thì ở xa tôi cũng phải gặp lại ông một lần. Gặp ta để làm gì? Nàng có biết hắn còn sống là danh vọng lẫn sinh mạng của ta và nàng đều bị đe dọa. Do đó ta phải đành chịu cực để tìm trừ tuyệt hắn mới được. Từng lời nói của ông đều làm cho tôi ghê tởm. Tôi nói thật, nếu ông không dẹp bỏ ý định tìm bắt Mạnh Thường Quân trở lại thì chính ông sẽ nhận lấy ngay quả báo. Nàng sẽ tố cáo ta chứ? Có lẽ như vậy. Tố cáo. Thái Mỹ, ta đã trót lấy tàn nhẫn để bắt đường danh vọng. Ta sẽ tiếp tục dùng nó để thành công. Thái Mỹ, ta không giết nàng mà ta sẽ bắt nàng trở thành một hành khất ngu loa, lang thang ngoài hè phố để xin từng chén cơm từng bát gạo. Xem đây. Cô em, trời ơi, tại sao ra nông nỗi này? Cô em, tính gì cô em? Tôi chết mất. Thằng giả tâm, mày móc hơi mắt tao nhưng còn chưa cái lưỡi. Tao vẫn nói được, tao vẫn nói được là đâu mày phải rồi. Cô em hãy bình tĩnh lại, kể hết tự sự cho lão nghe đi. Bình tĩnh đi cô em. Là ai? Là một đại thần nơi triều nội, người mưu đồ cuộc tế thế ăn băng. Vậy người đó có phải là Điền Văn Chăng? Sao lão ông lại biết? Vì nó với lão vốn có tình mật thiết, từng quỳ nghe lão giải sách thánh hiền. Trời ơi, lão ông là sư phụ của anh Điền à? Phải đó. Dạ, quy lại lão ông, đừng căm hờn tiếng nữ. Kẻ của tuổi đã mong chờ tha thứ, đang khẩn cầu xin từng chút xót. Tội cô em trời đã nghiêm trừng thì đâu lẽ lão lãm quyền thượng đế. Nhưng lão có đọc quá ít nhiều kinh kệ thì giao ly nhà chùa giải người trần thế. Nợ đã dai thì đừng khóc kể thế à, luôn xin khách qua đường. Con hãy theo lão. Vâng, đội ơn lão ba. Okay.
suy xe những nỗi ức hoang của mạnh thường. Bao năm dài vì đời xa thân nước non, lòng hiền quân sáng như trăng rằm, bao người thương mến vì phương ta huynh. Ta vào đây nghỉ tạm đi đại huynh. Lỏng tàn xá mạ, uống bồ đào mặt gấm dốc xa hoa. Không, nên ta chỉ cần chưa thượng hiểu lòng ta. Anh muốn được trở thành bất tử, tên được ghi muôn đời trọng thanh sự, cho loài người ca tụng đến ngàn sao. Đây, đây mảnh thường quấn đại ánh hào, một bậc thánh một lương thần trung nghĩa. Im đi, hãy im đi những lời mai mỉa. Người quen rồi thoải phóng túng ngông nghênh, có biết gì đạo thần tử cao siêu. Chuyện lễ nghĩa hiểu chưa qua đầu lưỡi. Phải rồi, tôi là thằng từ đất mẹ chui lên làm ngốc tử, thế nên một hôm bị lão già điện khuyến dụ dẫn tôi đi tiến cử cho một thằng ngu còn ngu hơn tôi nữa. Nhưng lại ngu vì đọc sách quá nhiều, vì mãi hôm mình tự mang tự kiêu, khoe tiếng bao dung cho lũ nịnh nuông chiều. Rồi mới buồn tai nghe lời đường mật, tự sắc say mê đến nghiêng ngửa cờ đồ. Cái mộng anh ban đã thành khói sương rồi, thân tàn ma dại suýt nữa đầu rơi. Thôi hãy im đi, hỡi con người ngang ngược đừng tự cứu ta. Là có thể nặng lời, miệng lưỡi xỏ xiên lên mặt dài đời. Ta chán lắm rồi ngươi hãy đi đi. Tôi sẽ đi nhưng hãy để tôi nói hết, nói lần này thôi cho hả dạ hả lòng. Tôi cũng chỉ vì lão sư phụ của ông mà mang tiếng ngu tiếng ngốc đến hai lần. Lão suối tôi theo ông làm đại sự, để ông đuổi xô đi giữa lúc tôi trời. Lão bảo cứu ông tôi cũng vâng lời, rồi để bây giờ ông mắng chửi khinh khi. Đừng nhắc làm chi nghe càng thêm hổ thẹn, câu chuyện vô luân trước dạ nguyệt nghi định. Và cũng đừng nên giận người lớn tuổi, đối với chúng mình đáng mẹ đáng già. Chuyện giữa hai ta kể đã chán trường, tôi xin lên đường kẻo sân sự lôi thôi. Còn ông muốn tận trung thì tự sát cho rồi, để gửi lại người đời đôi ba tiếng thơm tho. Phục quan, khoan đi đã. Ông Phùng Quan, anh Điền. Kìa, cô Quyên Chi. Cô Chi, cô đến đây làm gì vậy? Em ở nhà nghe chú Dương Lăng chạy về kể lại, nên mới vội vàng nấu cơm chấm nước lặn lội đi tìm anh. Nhưng dọc đường em vấp té làm văng mất hết rồi. Lạ không, đã văng mất thì thôi, tại sao cô lại khóc? Tôi tất cả vì cơm gạo thơm tôi nấu cho anh Điền ăn, nước
trà ngon tôi chăm cho anh Điền uống. Vậy mà tôi hư hỏng làm văn mất sạch trơn. Để bây giờ tới đây với hai bàn tay trắng, nhìn anh Điền đối khác mấy hôm hình dốc đã không ngờ sau bao nhiêu năm ăn học tại gia trang của thầy, em lại có lòng yêu anh như thế. Cho đến bây giờ em tỏ thật lòng em, anh mới biết. Từ giấc ngủ miếng ăn em đã chu tất, em thấy lòng mình cũng sao xuyến trong tim. Tưởng anh đã hiểu thấu tình em, nhưng nào ngờ từ đó anh đã lăn chìm trong quên làng. Chi ơi, nay mới hiểu lòng em phân cạn, thì đời anh cũng sắp hết sắp lụng tàn. Vì tên trôn chạy như hồn lìa khỏi xác, nghe tin dữ của anh lòng em tan nát. Vì chữ yêu đương chưa gặp mặt để càng tỏ tim em. Quăng quại tâm hồn biết, thì đời ảnh không còn gì nữa. Thân em như hạt mưa sa, hạt rơi xuống giếng, hạt rơi vào vườn hoa đào. Có hạt được rơi vào nơi đại cát, và hạt rơi ngoài đồng gặp sỏi đá. Tội với triều đình.
mà được mang chí tôi trung. Còn riêng với em giờ đây anh quá hối hận. Giờ em hãy về đi, đến đây gặp cũng muộn rồi. Lại và đưa lên đoạn đầu đài. Điện ơi, tóc rối em quên cài, nước mắt ướt đọng em không lau kịp. Em tới đây không sợ bóng đêm dài như màu sâu vạn kiếp, mà chỉ sợ cho người thương sẽ biền biệt không về. Sống anh thấy não nề chua xót, nếu biết được lúc đó thì anh đâu có như ngày nay. Không ngờ danh vọng biến anh thành vị chua cay, mê say tự sắc giờ anh phải cúi đầu chấp nhận. Đơn đây riêng anh thì biết hối hận, còn em sống sao đây khi đã mất anh rồi. Lòng thời gian sẽ bôi xóa, bếp lửa chiều em sẽ nhóm lại như xưa. Nhưng còn quá úa mà phải chịu nắng sương, thì sẽ bị khô cằn vì thiếu hẳn màn sương. Những ngày qua hết tình nghĩa xưa đầy mặn mà, về đi em hỡi thôi đừng thương tiếc, duyên kiếp không thành mình đành chia xa. Sông lấp bởi phù sa, lòng yêu em giận dữ đậm đà. Đường vắng nắng mây em cũng tìm đến, để đưa tiễn anh trong phút chia lìa. Người mà trước đây đã ngu muội đi vào cạm bẫy say mê, để sau đó bị mang trọng án rơi đầu. Em ơi em đến làm chi, chỉ gặp cảnh thương sầu. Rồi đây lứa tuổi mộng sẽ tàn ta chết, và cứ nghĩ chuyện tình em sẽ mỏi mệt ngủ không yên. Chi ơi dù sao em cũng là phận gái thuyền quyên, đường còn dài tuổi xuân em còn nhiều nhựa sống. Hãy về đi đừng để tâm hồn lạc lòng, rồi em sẽ mãi khổ đau và tuyệt vọng phơi buồn. Nói một tiếng yêu với em thôi, còn chuyện lên đoạn đầu đài vừa qua của anh em đã biết rồi mà. Em ơi có xa gì một tiếng yêu mà anh không nói, có tiếc chi lời âu yếm khi sắp vĩnh biệt em. Thà anh không nói mà em rơi được niềm khổ đau, chứ nói mà chi càng thêm yêu hát cho người tình. Ai đời mình bao nhiêu đó chuyện tình em.
em đã rõ đâu cần nói ân tình, em cũng hiểu tấp lòng anh. Em sẽ trở về với cha bên nhà cũ và sẽ gượng ép lòng không ấm ủ bóng người xưa. Như vậy anh mới thấy yên tâm, xác anh dù ngã gục hồn vẫn nằm bên em. Vậy nghe anh. Hãy nghe anh, về đi em. Sợ rồi đấy quân triều đình đến sẽ không tốt cho ta đâu. Vâng, em về. Cô bé ơi, hạnh phúc đó sẽ không có bao giờ. Và tên tử tôi, hãy mau gặp quân triều tôi. Xung quanh đây gươm dao đã sẵn sàng. Thằng tiểu nhân phản bạn, hôm nay tao sẽ lấy đầu mày. Lấy đầu tao? Quán ta chỉ còn chút lãi triều đình. Nhưng lần này nhà ngươi khó lòng thắng thế. Quân sĩ, phải xông vào bắt tên tử tôi. Khoan đã, các người hãy dừng tay lại, quỳ xuống nghe thánh chỉ. Kìa cha. Thầy, lão bá. Tất cả hãy lắng nghe. Đông Bình Thiên Trị Quân Niên năm thứ sáu, Tề Mẫn Công hạ chỉ phục hồi tước phẩm và bổng lộc cho tướng quốc Điền Văn, xá tội cướp phạm nhân cho gã họ Phùng và truyền về trào Hùng Mãn. Từ Kiến Đạt phạm thượng vô không hiện tài trước mặt vua. Các tướng sĩ mau thi hành sắc chỉ giải tử tội, đóng vào tù xa chờ lệnh. Chúa thượng vạn tuế. Điền Văn con, thầy mong con từ đây sáng suốt và biết nghe lời người trung trực. Còn người cứu con không phải là thầy đâu. Vậy thì ai thưa thầy? Để thầy dẫn đến cho con biết mặt. Đây. Trần Từ Thái Mỹ. Phải, chính tôi là Từ Thái Mỹ, vì mãi mê chạy theo hư nhân cuồng loạn nên nửa đời sao trời lên Mỹ. Cô đừng buồn nữa, chuyện đã qua nhớ lại làm gì. Để tôi dìu cô đi nhé. Không, mọi người hãy đi đi. Còn tôi, tôi đã chọn con đường riêng cho tôi rồi. Giả biệt Thái Mỹ. Phùng Quang, Phùng Quang ơi, anh hãy ở lại với em một chút được không? Phùng Quang đang bước tới gần em đây. Phùng Quang, nếu anh hết còn quán ghét, nếu có một đôi lần anh chợt nhớ tới em, thì xin anh đừng quên để một dịp nào ghé lại bến Tương Ninh, đi tìm thăm người ca nữ đuôi. Chút nghĩa ân
từng từng bước. Nhưng anh sẽ gắng công lo cho xong việc nước để sớm cho hai ta có được buổi tương phùng. Hàng ngàn phương đem tài trai chiến trên